Đây con rìu này bị đứt nhá, ông đi nhặt các bạn ạ. Nhưng mà tại vì mình cũng thấy rìu này đổ đổ gần chỗ nhà mình các bạn nhá, nhưng mà mình sợ chả con nó ra lấy thì mình cũng ra đây. Nhưng mà ông đây là ông ra nhặt rìu các bạn. Mình cũng không biết là rìu của ông hay rìu của ai, nhưng ông ra nhặt nhưng mà chắc phải. Đấy nhá. Mình quay đi mạng này nếu mà đây rìu đây bạn ạ. Vâng vâng. Thằng Sâm nó lại lên mạng quay rìu để bán, ai cần mua rìu thì là cháu tôi sẽ bán cho luôn. Vâng vâng. Cháu của tôi đấy. Cháu vâng. Đấy, thằng Sâm con Sâm ấy con mà bạn Lâm á. À thế à Sâm ấy đây này. Vâng. Nếu mà bạn Lâm thì là bà ngoại con. Không phải. Sâm ấy này này mà. Vâng. Thế giờ ông này ông cầm sao được rìu? Đấy, bây giờ tôi làm cái dây này. Vâng vâng. Giờ ông nuôi ông cuốn vùng tròn là được các bạn. Đây các bạn nhá, rìu đây các bạn. Nếu mà không phải rìu của ông thì đi tìm ông nhá. Mà đây chắc mình nghĩ là rìu của ông thôi các bạn. Bởi vì thấy ông cũng có tuổi rồi, ông bảo là rìu ông thì nói chung là cũng không sai được các bạn ạ. Đây trẻ con đến đây rất nhanh các bạn ơi. Thằng nào định lấy nào? Đâu ai định lấy nào? Có ai lấy không? Ok, đây đội trẻ con này ra rất chi nhanh các bạn nhá. Đây các bạn nhá. Rìu khá là đẹp các bạn ơi. Đấy, rìu đẹp không? Đẹp không? À không đưa như này, không thích đưa như này cả. Đấy, ông cuốn vùng một cái vào cây ấy. Ông này nó này bao tuổi? À 68 à? Rìu này ông mua hay là ông tự làm? Rìu ông làm, ông làm đẹp thế nhỉ? À ý là cháu ông làm gì? À. À vâng. Vâng, đây là con ông làm cho ông chơi các bạn nhá. Đấy. 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 Phải. À, tại vì em thấy đổ đây em sợ chả con nó ra lấy mất ấy. Thì em Và tại vì chả con nhanh. Và nó chơi nó mới xa, lại đấy chơi mới xa. Mình ở đây chơi rìu thì sợ chả con mình thấy đổ thì bọn em nó hay. Đây là chủ nhân của rìu các bạn ạ. Đấy mình cũng chỉ sợ chả con thôi, chả con lúc đấy mới ấy đã chạy ra vòng rồi. Chứ là ông đuổi theo nhanh ấy nhờ. Ừ, ông phi đuổi theo rìu nhanh các bạn ạ. Đây các bạn này. Để tan chơi trung tuổi chơi rìu các bạn nhá. Ở quê mình nhưng không phải là ít tuổi đâu các bạn ạ. Rồi. Con cháu thả thấp tí kia vẫn còn đỗ. Chỉ có cưới nhau đất thế con kia không đất à? Mỗi con này đất trước à? Con này căng hơn à? Con này cao hơn. Ừ, con này cao hơn con gì này cao hơn. Vâng. Con cao hơn. Vâng. Để nó ác lắm, con này đậu lắm. Ừ, chắc thì đa số những cái con diều căng này là thường đất trước. Căng đất mà. Vâng. Thì nó hạ cái đó, nó hạ trong đây mình là dây nó trùng rồi. Vâng. Đây mình ăn căng cho nên là nó dây căng. Giờ về các bạn bay tiếp hay còn gì ấy. Ờ, chúng ta đã khá thôi. Vâng. Đấy các bạn muốn xem em làm bay không? Mình sẽ nên lấy quay cho bạn xem nhá. Đấy. Ừ, đây thì là anh thấy chưa? Anh đây các bạn. Vâng. Nhà làm như thế này đi. Vâng. Rồi rồi, thế thì tại tôi ra làm tại đưa cháu đi học. Đây các bạn này. Sâm nó ấy suốt đây. Con Sâm con cho anh. Đây đây. Vâng. Con Sâm nó có cháu tôi đấy. Vâng. Con có con cho bà gì? Con mẹ rồi. Con tên bà rồi. Đây rìu khá đẹp các bạn ạ. Đó. Rìu khâu vải các bạn ơi. Trong nó cả nửa trong đó. Vâng. Rìu này mấy mét các bạn? 27. Ở dưới nhà trên 3m. Mình chỉ sợ đất dây này, nó chỉ sợ đất ngang đường thôi, vắt qua đường thôi. Dây này vắt ngang đường nguy hiểm. 3m7 á. Gió to nó trôi nhanh. Phóng xe máy chạy bộ thì chứ. Chạy bộ là sao chạy được cái giờ này? Hạ
Đây, hơi mệt ông nhỉ? Không, như nào chơi dầu mệt ông nhỉ? Này, cái thú vui, vô tư luôn. Chơi vui. Không sợ gì không? Không sợ. Nói là không có phải như vậy cả. Thả dầm dầm bỏ chơi, bỏ công ra chơi. Thế ông chơi ngày xưa ông có chơi dầu không? Trước bé là chơi thích chơi lắm. Thích chơi. Sau đi học đi hành thì thôi. Ờ. Nhưng bây giờ lớn lên các cháu nó trưởng thành thì mình cũng lại thích chơi. Chơi, chơi. Cháu lại chơi đó. Nhưng mà năm nay chơi ác, năm nay chơi dầu mạnh. Nhiều. Nhiều. Được lắm. Đây. 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 Đây 6 đơn các bạn nhá. Con này chắc đây 60 à. Đó. Quay ra mình lên mạng xem. Đây chỗ quay lên để xem. Đây. Ông rất chi là tươi các bạn nha. Rất chi là đẹp não các bạn ạ. Vẫn đam mê. Đẹp lão. Chơi cho vui xã hội chứ. Vâng. Anh cứ lên mạng cho tao vui, không sao cả. Chơi cho nó vui. Động viên con đất cháu nhiều phết anh nhỉ? Chơi nhưng mà này, động viên con cháu làm. Vâng. Chứ không phải là độc chơi. Vâng, đúng rồi. Đấy, anh thế. Gió Bắc về. Gió Bắc đều không được con qua con này thôi. Vâng, gió đều. Vâng. Đấy, cái này không cuốn này con một cuốn mang về. Cuốn nào được? Nhiều. Nhưng mà đất dài phết anh nhỉ? Đất này nó mới cái chơi mới gọi là nâu. Đấy. Đất này và nói chung là gió bắc này thì mình thả vừa thôi, không được cao lắm. Không có nhiều nào cao như thôi. Khu tôi thả. Kia bạn bên kia nó chả cao rồi. Bên kia thả cao. Ấy rút kinh nghiệm là sao là gió bắc cho to này thả vừa. Vâng, nói chung là thả vừa với cả thấp nó cũng đỗ mà. Không phải cứ phải cao, thấp nó cũng đỗ. Ờ thấp vẫn đỗ. Vâng. Thấy nó kéo căng lắm. Đây thấy có dây vòng đây. Dây bắt con đường rồi nhưng mà. Vâng. Khi thấy bọn trẻ con phi mâm. Ừ, thấy diều nó lướt ra nên nhìn thấy gì. Vâng. Tại vì bọn em chơi diều đây, ví dụ là nàng bên đổ sang em hôm nọ còn bị cắt dây diều đêm. Cắt dây diều. Vâng. Vâng. Đêm hôm cái bọn nó rình rồi, rình từ sáng rồi. Đấy. Đây các bạn này, đất rất chi là nhiều các bạn nhé. Nói chung là nó bay xa là phải các bạn. Đây, diều đẹp lắm các bạn này. Đây ở đây chỉ 6 đơn nữa các bạn này. Nói chung là... Tôi thả một cái thăm nữa. Đấy nhưng mà không... Này còn một quần cái trường nhỡ nhỡ nữa. Tôi tháo ra, đi 26 rồi đấy. Đi tháo ra đây rồi. Đấy không còn nữa, còn nhiều nhá. Đây, nhiều con này. Hôm nay giờ vớt rồi, hôm nay để cho khô. Vâng. Đấy, khô hai đợt cẩn thận như này không? Để cho khô luôn. À, rất là đẹp, nó nói dành rồi đúng rồi. Đây rồi. Chiều quay đây này. Hơi tuyệt đấy, vời, hơi tuyệt vời. Đã quay video. Đây các bạn ạ, đấy, đẹp chưa? Khỏe chứ. Đấy. Đấy, chúc ông khỏe nha ông nhá. Rồi, chào ông. Rồi, chào ông nhá. Thế là được rồi. Đấy, đẹp đó các bạn ạ. Ờ sao lúc em tìm video em xe của anh sao không tìm mãi chẳng được. Tìm số bên ốc khách ra đấy những bạn nhá. Nói chung là quê mình ấy các bạn. Chơi dầu da trẻ cũng chơi hết các bạn nhá. Nói chung là cũng không phân biệt tuổi tác các bạn ạ. Cứ yêu chơi, thích dầu chơi các bạn ạ. Đây. Ăn bên nhà ông ngoại dưới nhà em. Hử? Ăn thấy một cái nhà mà cái chỗ bê tông ngoằng vào. Để anh thấy bà ấy quay cho. Bây giờ về tôi thả con sáo giạt. Vâng. Con dường sáo giạt. Con thả con này. Thả con sáo giạt. Nói chung là gió bắc này đâm thích. Không phải. Không phải. Làm lại đuôi ấy. Đẹp lắm. Thế ấy. Thế là coi như sáng đây. Ra đây. Hai người đi tìm. Nói chung là hơi mệt đúng không? Đất dây thì cũng mệt đó các bạn. Vâng, đúng rồi, cái này mất là mất rồi. Mình chơi mình chẳng mất cái này. Vâng. Thả cái con bò mới bổ gần bộ luôn. Bổ ăn ra bổ vô còn được. Ai biết cái nào mà chơi giờ săn mà ba mươi mốt đấy. Biết không? Dưới nhà nữa. Anh biết nào ấy để bổ đâu rồi. Vâng, ông về nhá. Em nó em nó bổ gần mộ luôn. Nó xin chết. Mày chạy kịp. Hai em cứ bảo gần mắt rồi.
hơi ấy nhỉ. Bơi nào về. Giờ đẹp nào, đẹp phết nhỉ. Giờ khá là cân các bạn ạ. Cầm thế đi vẫn được. Cứ ngồi lên xong cháu đưa cho. Đã ngồi à? Ngồi được. Khá đẹp bạn. Người khâu, khâu cũng như mình khâu quá nhá. Vừa khâu vừa dán, con này vừa khâu vừa dán. Chú úp xuống, úp như kia thì nó mới cái ấy được. Đấy. Chưa này, anh cũng lấy được dầu về nhá. Thì thôi video mình cũng kết thúc rồi nhá. Chào tạm biệt các bạn. Và vâng, anh vậy nhá.